Các cách tẩy độc rượu. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Các phương pháp giải độc rượu bia đã được các chuyên gia nghiên cứu và chứng minh hiệu quả tuyệt vời của nó. Các bạn có thể tiến hành thực hiện các nước giải rượu, thực phẩm giải rượu hay đặc biệt là những món canh chua ngon lành giải rượu cũng rất hiệu quả. 1. Nước lọc. Đây là cách đơn giản nhất để hóa giải độc tố do bia rượu gây ra. Nước lọc sẽ bù đắp lượng nước mà bạn còn thiếu, đồng thời pha loãng lượng cồn trong máu giúp bạn đỡ say hơn. Bạn cũng nên lưu ý rằng chỉ uống nước lọc chứ không dùng nước tăng lực hay nước ngọt có ga sau khi uống bia rượu. Nguyên nhân là do những loại thức uống này sẽ làm tăng hàm lượng carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, góp phần làm tăng nguy cơ ngộ độc cho cơ thể. 2. Sinh tố trái cây. Nước ép trái cây sẽ giúp bạn bù lại lượng nước khi bị nôn nhiều. Không những thế, nó còn giúp bạn giải độc trong cơ thể do rượu gây ra. Những chất dinh dưỡng và khoáng chất trong nước ép trái cây sẽ giúp làm mát gan, hồi phục cơ thể nhanh. 3. Nước cam và mật ong. Trong nước cam và mật ong có chứa một loại chất đường là fructose. Đây là chất có khả năng tiêu hóa rượu nhanh. Vì thế, chỉ cần uống một ly nước cam hoặc mật ong rồi ngủ, khi ngủ dậy bạn sẽ thấy cơ thể tỉnh táo hơn nhiều. 4. Nước ép cà chua. Khi bạn uống rượu say và bị nôn thì cũng đồng nghĩa với việc cơ thể mất đi một lượng kali, canxi và natri. Chính vì thế, việc uống nước ép cà chua sẽ giúp bạn bổ sung lại những chất này cho cơ thể. Bạn nên trữ vài trái cà chua trong tủ lạnh nhà mình. Mỗi khi uống bia rượu thấy cơ thể mệt mỏi và buồn nôn thì dùng máy ép trái cây để ép thành nước cà chua. Các chất dinh dưỡng trong cà chua sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều. 5. Gừng. Sau khi quá chén, người uống rượu thường bị rối loạn tiêu hóa. Củ gừng và tinh dầu gừng thường được sử dụng trong các trường hợp rối loạn dạ dày. Đây là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất cho chứng khó tiêu, đau bụng, co giật, tiêu chảy, đầy hơi và các vấn đề khác liên quan đến đường ruột. Trà gừng cũng được sử dụng để giảm bớt một số triệu chứng dạ dày và tăng cảm giác thèm ăn. Nhiều người sau khi say thường gặp vấn đề về ngộ độc thực phẩm. Gừng có tính sát trùng nên có thể dùng trong điều trị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, còn có thể điều trị nhiễm trùng đường ruột và kết lị do vi khuẩn. Một triệu chứng thường gặp của người say là buồn nôn. Nghiên cứu đã chứng minh rằng rễ gừng và tinh dầu gừng cũng có hiệu quả chống buồn nôn, say tàu xe và nôn mửa. Trong một số trường hợp còn có thể sử dụng để giảm tình trạng nôn mửa ở phụ nữ mang thai. Nếu sau khi say có cảm giác buồn nôn, hãy uống một cốc nước gừng để cảm thấy thoải mái hơn. Cách làm nước gừng giải độc. Thái nhỏ một củ gừng tươi khoảng 60g thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu, vị gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Mọi người có thể thêm vào một thìa mật ong nhỏ để giúp giải rượu nhanh hơn. 6. Chè xanh. Trong chè xanh có chứa axit tannic, có khả năng khử chất cồn trong rượu. Vì thế, người say rượu uống một cốc chè xanh thật đặc cũng có thể giúp giải rượu rất tốt. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, nước chè xanh tươi là một vị thuốc dân gian giúp lợi tiểu và làm giảm khả năng tích nước. Không chỉ giúp thải các chất lỏng dư thừa ra ngoài, thức uống này cũng giúp đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể hiệu quả cho bạn. Nếu bạn là người phải thường xuyên làm việc dưới áp lực cao thì đừng nên bỏ qua chè xanh nhé. Hợp chất thiamin có nhiều trong chè xanh sẽ giúp làm dịu bớt căng thẳng, giảm stress và giúp đầu óc bạn thư thả hơn. Với tác dụng làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể, nước uống chè xanh có thể được xem như một cách giúp giảm cân an toàn cho mọi phụ nữ. Uống trà xanh mỗi ngày sẽ giúp các chất béo bị đốt cháy nhanh chóng, giúp mang đến cho bạn một thân hình săn chắc, khỏe mạnh. Chè xanh được xem là một trong những thức uống có hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao. Đây chính là khắc tinh giúp ngăn chặn bệnh ung thư cho bạn. Ngoài ra, loại nước uống này cũng giúp giảm nhẹ triệu chứng bệnh ung thư. 7. Giải rượu bằng đỗ xanh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc áp dụng phương pháp giải rượu với đậu xanh, thực phẩm gần gũi trong tự nhiên chính là chìa khóa để người say lấy lại sự tỉnh táo sau mỗi lần quá chén. Hơn nữa, đậu xanh cũng được chứng minh tốt cho sức khỏe, chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, giúp việc giải rượu đạt kết quả nhanh chóng. Theo y học cổ truyền, đậu xanh có vị ngọt, hơi tanh, tính hàn, không độc, bổ nguyên khí, thanh nhiệt mát gan, giải độc, nên nấu sẵn một nồi cháo đậu xanh loãng để nguội, cho người say rượu ăn vài bát sẽ giải rượu rất nhanh, hiệu quả và không còn cảm giác mệt mỏi nữa vào buổi sáng hôm sau. Từ xa xưa, các lương y đã sử dụng đậu xanh để cả vỏ để chữa trị rất nhiều chứng bệnh do nhiệt độc gây ra như say nắng, cảm nắng, sốt, mụn nhọt, phiền khát, nhất là giải rượu bia, ngộ độc thực phẩm. Trong y học hiện đại đã cho thấy, thành phần của đậu xanh có chứa tannin, protein, những hợp chất flavone có thể kết hợp cùng với arsenic, thủy ngân, chì và một số hợp chất khác để tạo ra những trầm tích giúp giải bỏ độc tố nhanh chóng. 8. Nước mía. Nước mía là cách giải rượu bia rất đơn giản và hiệu quả.
Đặc biệt vì tính cơ động dễ tìm kiếm và dễ sử dụng nên nước mía được nhiều người sử dụng để giải cồn bia, rượu. Theo dinh dưỡng học cổ truyền, mía có vị ngọt, khi vào hai kinh vị và phế sẽ có tác dụng thanh nhiệt trừ phiền, giúp hòa trung hạ khí, tiêu trừ mệt mỏi, giúp tiêu hóa tốt, lợi tiểu giải rượu và được dùng để chữa các bệnh như tiểu tiện bất lợi, đại tiện táo kết, nôn mửa, bụng đầy trướng, sốt cao mất nước, môi khô miệng khát. Vì vậy, ngay cả khi không bị say rượu bia, sử dụng nước mía cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe. Về công dụng giải rượu của nước mía, từ đời xưa, nước mía đã được các thầy thuốc nhận định rằng nước mía giúp cầm nôn, giảm tức ngực khi bị say rượu bia. Do đó, với việc sử dụng mía nguyên chất được ép từ máy ép nước mía siêu sạch với một quả quất hoặc dùng nước mía thêm chút gừng tươi là bạn có thể giúp giải rượu để chữa chứng nôn mửa, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, trừ đàm và bổ sung dịch thể. Cách thực hiện như sau: nước mía nguyên chất nghiền từ máy ép nước mía siêu sạch với một quả quất hoặc dùng nước mía có pha thêm một chút nước gừng tươi có thể giúp giải rượu để chữa chứng nôn mửa. Nước mía ngọt mát thanh nhiệt, tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, giải rượu, trừ đàm và bổ sung dịch thể. Nếu nhận thấy có ai đó hoặc bản thân bị ngộ độc rượu thì các bạn nên để nạn nhân nằm tư thế thấp, cho ngửi hoặc kích thích để họ nôn bớt rượu trong dạ dày, loại bỏ độc tố. Không nên pha nước đường hay mật ong uống lúc này vì chúng đều là đồ ngọt, dễ lên men, nhất là khi hệ tiêu hóa đang bị ảnh hưởng sẽ khiến nạn nhân càng say lâu hơn. Cho uống nhiều nước, một số loại đơn cử như nước chè tươi, nước gừng, nước đậu xanh còn vỏ hoặc nước lọc đều được. Nếu nạn nhân ngủ được thì để cho ngủ, 2-3 tiếng gọi dậy cho ăn cháo loãng để tránh bị hạ đường huyết. Nếu bất tỉnh nhân sự, không ăn được gì hoặc ăn vào là nôn thì nên đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Không cho nạn nhân uống thuốc giải độc rượu, vitamin hay thuốc tăng cường sức khỏe lúc này. Khi mà cơ thể đang yếu, thiếu chất cũng như dạ dày đang bị kích ứng khiến cơ thể phải gồng lên, có thể suy kiệt về sau cũng như là chảy máu dạ dày. Ngoài ra, có một số mẹo giúp bạn tránh bị say khi sử dụng rượu bia. Trước khi uống bia rượu nên ăn một chút thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, vì khi ăn thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ thì chúng sẽ bám lại thành ruột giống như một chiếc áo chống thấm. Khi bạn uống rượu bia nhiều sẽ giúp làm giảm thời gian ngấm bia rượu vào cơ thể, sẽ lâu hơn. Không nên uống bia rượu khi đói. Khi đói, cơ thể ta đang bị thiếu dinh dưỡng và rất háo nước. Chính vì vậy, nếu uống rượu bia vào thời gian này thì sẽ giúp rượu có khả năng ngấm vào cơ thể một cách nhanh hơn, làm bạn có thể say nhanh hơn bình thường. Uống nhiều nước lọc. Khi bị say rượu, cơ thể chúng ta rất háo nước. Chính vì vậy, nước lọc, nước lạnh càng tốt là giải pháp giúp bạn pha loãng rượu trong cơ thể, làm giảm nồng độ cồn trong người, giúp bạn tỉnh táo hơn. Nhưng tránh uống các loại nước có ga, vì khi đó nó sẽ thải ra lượng khí carbon dioxide trong dạ dày, giúp cho rượu đẩy nhanh tốc độ hấp thu vào người. Món canh giải rượu là món được ưa chuộng nhất. Trong những ngày Tết, nếu bạn lỡ quá chén, nấu những món canh giải rượu vô cùng ngon miệng này nhé. 1. Canh cà chua đậu hũ. Nấu canh này cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần bắc nồi nước lên bếp đun sôi, sau đó cắt nhỏ cà chua cho vào nồi đun nhừ, rồi nêm gia vị vừa ăn là được. Canh cà chua thanh mát, mùi vị tự nhiên dễ chịu. Để giải rượu ngày Tết, bạn chỉ cần uống 2 bát canh cà chua cũng có tác dụng khá tốt. 2. Canh kim chi nấu thịt bò. Món canh giải rượu này có vị chua cay là chủ yếu. Khi chồng hoặc người thân trong gia đình say rượu ngày Tết, bạn có thể nấu món canh kim chi cho họ để lấy lại khẩu vị sau những bữa nhậu. Nguyên liệu: 200g kim chi, bạn có thể mua sẵn hay tự làm tại nhà, 200g thịt bò, 1 quả bí ngòi, 200g nấm thủy tiên, muối, hạt nêm, hành baro. Cách làm: thịt bò thái lát mỏng, ướp vào bát thịt bò một ít hạt tiêu, nửa thìa nhỏ muối, một thìa nhỏ dầu ăn, trộn đều, ướp trong vòng 15 phút. Kim chi đổ ra bát, dùng kéo cắt nhỏ. Nấm thủy tiên rửa sạch, cắt bỏ chân nấm, ngâm nấm vào âu nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó rửa lại cho thật sạch, để ráo. Bí ngòi rửa sạch, để ráo, cắt sơ vỏ, bổ làm đôi, cắt lát vừa ăn. Phi hành thơm, cho thịt bò vào xào chín tới, đổ ra bát để riêng. Tiếp theo đó dùng lại nồi nhỏ, cho nấm và kim chi vào xào sơ, xào từ 3-5 phút. Đổ nước lọc vào nồi, đun sôi thì cho tiếp bí vào đun cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Đun đến khi bí ngòi mềm thì cho bát thịt bò ở bước 3 vào nồi, để sôi lại và tắt bếp. Múc canh ra bát lớn, bên trên rắc thêm một ít hành baro thái nhỏ. 3. Canh giá đỗ tươi. Canh giá đỗ tươi được biết đến với nhiều công dụng thanh lọc cơ thể, giải độc tốt cho sức khỏe. Ngày Tết, nếu bạn uống rượu nhiều, hãy lấy giá đỗ nấu canh, sau đó ăn cả cái và uống nước, bạn sẽ tỉnh người ngay sau đó. Nguyên liệu: giá đỗ 200g, thịt bò 200g, rong biển, gừng, tỏi, gia vị, muối, nước mắm, tiêu, bột ớt. Cách nấu canh giá đỗ giải rượu. Bước 1. Rửa sạch gừng, tỏi và thịt bò. Thái mỏng thịt bò, sau đó trộn với tỏi băm nhỏ, gừng thái chỉ và mắm,
muối, bột ớt vừa đủ, lưu ý để khoảng 30 phút. Bước 2, rửa sạch giá đỗ, ngâm trong nước muối loãng khoảng 2 phút, sau đó vớt ra rổ cho ráo nước. Bước 3, cho thịt bò vào chảo, thêm chút dầu vào xào trên lửa to khoảng 2 đến 3 phút, cho thêm nước lọc vừa đủ, khoảng 1 bát to nước, rồi thêm khoảng 3 lá dong biển vào, nấu cho sôi. Lưu ý, ở bước này bạn có thể dùng thìa để hớt hết bọt ra khi nước sôi để nồi canh nhìn trong và hấp dẫn hơn. Bước 4, khi nước sôi cho giá vào nồi, thêm gia vị vừa đủ và tắt bếp. Công dụng: vitamin B12 giúp ổn định số lượng tinh trùng và tăng cường sức mạnh cho tinh trùng. Các axit béo omega 3 và omega 6 có thể giúp cải thiện màng tinh trùng và giúp điều trị vô sinh nam. Quá tốt cho một món canh giải rượu bia và tăng cường bản lĩnh đàn ông. Thịt bò rất giàu protein, điều này chắc hẳn ai cũng biết, nên sẽ giúp cơ thể hồi phục và nhanh chóng tỉnh táo sau khi bị say rượu. Giá đỗ rất giàu dinh dưỡng, giàu protein, ngang với sữa và các loại vitamin B1, B2, B6, đặc biệt là vitamin C, vì vậy giúp giải nhiệt, thanh độc rất tốt. Trong giá đỗ có hoạt chất khử gốc tự do, giúp giải độc rượu cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, với hàm lượng lớn vitamin C và kẽm, giúp tinh trùng không bị vón cục và dính kết. Gừng tươi có tinh dầu 2% đến 3% và 12 hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa tương tự vitamin C, E, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể rất tốt. Ngoài ra, gừng đã được chứng minh có tác dụng làm tăng tinh dịch, tăng khả năng hoạt động của tinh trùng, bồi bổ thể lực. Rong biển hấp thu từ nước biển hơn 90 loại khoáng chất với hàm lượng muối thấp và canxi cao. Vì vậy, rong biển có rất nhiều tác dụng tốt như bổ máu, tim, thận, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết và các cơ quan sinh dục. Đặc biệt, Fertile Lemon, thành phần trong rong biển, có tác dụng điều tiết máu lưu thông, tiêu độc, loại bỏ các cặn bã trong cơ thể cực kỳ hiệu quả. Vì vậy mà khi bị say rượu, bổ sung món canh giải rượu có rong biển này sẽ giúp cơ thể tiêu độc, loại bỏ lượng cồn độc hại ra ngoài cơ thể rất nhanh và hiệu quả. 4. Canh gừng giải rượu. Nguyên liệu: gừng tươi 1 củ, hành tăm vừa đủ, nấm hương hoặc nấm kim châm, nấm rơm khoảng 10g, nước và gia vị. Cách nấu canh gừng giải rượu. Bước 1, ngâm và rửa sạch nấm, sau đó cho vào nước và nấu chín. Bước 2, thái nhỏ hành tăm, cho vào nồi nấm, thêm gia vị vừa đủ. Bước 3, rửa sạch gừng và thái chỉ, dùng khoảng 10g, rồi cho vào nồi nấm, đun thêm khoảng 1 phút và tắt bếp. Bước 4, cho canh ra bát và thưởng thức. Lưu ý, món canh này nên ăn nóng để có hiệu quả tốt nhất. Công dụng: gừng, ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể và tăng bản lĩnh đàn ông như đã nêu ở trên, gừng còn có tác dụng cụ thể hơn trong việc giải rượu. Gừng giúp giảm sự khó chịu của dạ dày, giảm cảm giác buồn nôn. Vì vậy, khi bị say rượu hay uống rượu bia mà bạn có cảm giác buồn nôn thì hãy nhớ ngay đến món canh gừng giải rượu rất hiệu quả mà lại tốt cho sức khỏe này nhé. Nấm hương, trong đông y là loại thuốc bổ được mệnh danh là hoàng hậu thực vật vì nó vừa đẹp vừa có rất nhiều tác dụng cực kỳ tốt. Nấm hương hay các loại nấm khác đã được khoa học chứng minh là có tác dụng giải độc và bảo vệ tế bào gan rất tốt, giảm thiểu các tác hại đến gan, làm tăng hàm lượng glucogen trong gan và hạ thấp men gan. Và như bạn đã biết, gan có vai trò chính trong việc giải rượu. Vì vậy, thành phần nấm hương trong loại canh giải rượu này giúp hỗ trợ chức năng gan, để gan giải rượu nhanh và hiệu quả hơn. 5. Canh thịt băm nấu khế và cà chua. Nguyên liệu: 200g thịt nạc vai xay hoặc thái lát mỏng, 1 quả khế chua, 1 quả cà chua. Hành lá, rau răm, hành khô, muối, nước mắm, hạt nêm. Cách làm: thịt nạc vai xay đổ ra bát, thêm vào một thìa nhỏ muối, ướp khoảng 15 phút. Khế cắt bỏ dìa, cắt thành hình ngôi sao. Cà chua rửa sạch, bổ muối cao. Hành lá, rau răm rửa sạch, thái nhỏ. Đun nóng 2 thìa nhỏ dầu ăn, phi hành khô thơm, đổ cà chua vào xào chín. Tiếp theo, thêm vào khoảng 2 bát con nước lọc và khế vào đun sôi khoảng từ 7 đến 10 phút. Thêm vào 1 thìa nhỏ muối, 1 thìa nhỏ nước mắm, nửa thìa nhỏ hạt nêm. Cuối cùng, cho bát thịt xay vào nồi, đợi sôi lại bạn nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của bạn. Tắt bếp, rắc hành lá và rau răm vào nồi canh, múc ra bát dùng nóng. Các bạn thân mến, để bản thân nạp quá nhiều cồn vào cơ thể là rất độc hại. Tuy nhiên, nếu đã lỡ say xỉn, các bạn phải có biện pháp hỗ trợ giải độc rượu bia, tránh nguy hiểm đến tính mạng ngay nhé. Trên thực tế, có rất nhiều cách giúp bạn giải rượu bia, tránh cảm giác mệt mỏi nhức đầu khi say rượu khác nhau, như dùng thuốc giải rượu, đồ uống giải rượu như là trà gừng mật ong hay là món cháo giải rượu. Trong đó, những món canh giải rượu là món được ưa chuộng nhất. Trong những ngày Tết, nếu bạn lỡ quá chén, hãy nhờ người phụ nữ của mình nấu những món canh giải rượu vô cùng ngon miệng này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.